Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Phạm Văn Xoanh, 33 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất. Đối tượng đã trộm đến 200 bao xi măng của một công trình xây dựng giao thông nông thôn. Doanh nhận làm thuê cho công ty Đất Việt, đơn vị trúng thầu công trình làm lộ giao thông nông thôn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, Doanh đã lấy gần 200 bao xi măng bán cho người dân địa phương, thu lợi bất chính số tiền gần 15 triệu đồng.